Nếu bạn đang quan tâm đến PC Gaming thì có thể tham khảo Nguyễn Công PC. Chỉ với hơn 15 triệu đồng sở hữu ngay bộ PC Gaming i5-12400F, RAM 16GB, card đồ họa 30-60-12GB, chiến mượt tất cả các tựa game từ eSports đến AAA. Ngoài ra, mua PC này trong tháng 10 còn được tặng ngay một chiếc màn hình 25 inch trị giá hơn 2 triệu đồng. Tất cả sản phẩm đều mới 100%. Đường link tôi để dưới phần mô tả. Đầu năm 2024, tự dưng trên trời rơi xuống một tựa game tên là Power, rồi nó bảo thị trường này là của bố mày, thu hút tận 25 triệu người chơi chỉ trong một tháng. Dĩ nhiên, thứ gây chú ý nhất là những con phao trông rất giống Pokemon nhà Nintendo. Phản hồi về vấn đề này, Pokemon Company thông báo rằng họ sẽ điều tra và thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào. Tuy nhiên, phải đến tận 8 tháng sau, họ mới chính thức châm ngòi cuộc chiến pháp lý. Và đáng ngạc nhiên hơn, nó không phải vì bản quyền như mọi người đã nghĩ. Vậy thì cụ thể Power đang bị tố cáo là vi phạm những gì? Và tại sao lại là bây giờ? Kết quả vụ kiện sẽ ảnh hưởng thế nào tới ngành công nghiệp game? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay để anh em không bị lạc giữa những đống gọi là từ vựng chuyên môn thì chúng ta cần phải nắm rõ sự khác biệt giữa một vài định nghĩa bao gồm patent, bằng sáng chế, trademark, thương hiệu và copyright, bản quyền. Ba khái niệm này hay bị nhầm lẫn với nhau bởi chúng đều được dùng để ám chỉ quyền sở hữu trí tuệ. Điểm khác nhau nằm ở đối tượng bảo hộ và quyền lợi đi kèm của chúng. Copyright hay bản quyền bảo vệ những tác phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phần mềm, các lĩnh vực sáng tạo khác. Bản quyền không bảo hộ ý tưởng mà chỉ bảo vệ hình thức thể hiện cụ thể hóa của ý tưởng đó. Khi một tác phẩm được tạo ra, bản quyền tự động được thiết lập mà không cần phải đăng ký. Thời gian bảo hộ bản quyền thường kéo dài suốt đời tác giả cộng thêm 50-70 năm gì đấy sau khi tác giả qua đời, tùy vào quy định của từng quốc gia. Ví dụ, thiết kế của Pikachu bao gồm hình dáng đặc trưng, màu sắc và họa tiết sẽ được tính là một bản quyền. Trademark, thương hiệu, là dấu hiệu nhận diện của một thương hiệu bao gồm tên, logo, khẩu hiệu hoặc một biểu tượng được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với những đối thủ cạnh tranh. Trademark giúp ngăn chặn người khác sử dụng các dấu hiệu tương tự có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Trademark có thể được đăng ký và gia hạn vô thời hạn nếu tiếp tục sử dụng trong thương mại. Ví dụ, cái tên Pokemon được tính là một trademark. Còn patent, bằng sáng chế, là quyền bảo hộ dành cho các phát minh bao gồm các sản phẩm, quy trình, máy móc hoặc thiết kế nào đấy. Để được nâng cấp bằng sáng chế, phát minh của bạn cần phải có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng. Quyền patent bảo vệ chủ sở hữu khỏi việc người khác sử dụng, sản xuất hoặc là thương mại hóa cái phát minh, các sản phẩm, quy trình, máy móc hoặc là thiết kế của bạn. Thời gian bảo hộ của nó tùy theo luật pháp từng nước, thường kéo dài khoảng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Và bằng sáng chế cũng là tô chính được Nintendo cho là đang bị vi phạm bởi Pocket Bear. Rồi, đến đây thì xin chúc mừng, các bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp. Còn bây giờ hãy đóng cho mình ngay một bộ vest, rồi tiếp tục phân tích cùng tôi một cách sang chảnh thôi nào. Theo phân tích của Kiyoshi Kirihara, luật sư và cố vấn sở hữu trí tuệ tại Học viện Công nghệ Kanazawa, Nhật Bản, anh phân tích rằng Power và Pokemon có khá nhiều nhân vật có hình dáng tương đồng với nhau. Tuy nhiên, sự tương đồng này vẫn đủ khác biệt để Nintendo không thể kiện được Pocket Bear về vấn đề bản quyền. Vì vậy, nếu để dí được Power, họ buộc phải thực hiện thông qua quyền sáng chế. Và đây chính xác là những gì mà Nintendo đã làm. Trong thông báo chính thức, Nintendo chỉ nói chung chung rằng Power đã vi phạm nhiều quyền sáng chế. Cụ thể là sáng chế nào thì họ không đề cập. Cơ mà Kiyoshi vẫn thu hẹp được danh sách 28 bằng sáng chế được đứng tên bởi cả Nintendo và The Pokemon Company. 4 trong số đấy được đăng ký sau khi Power phát hành. Chúng là phiên bản chỉnh sửa của sáng chế đã được đăng ký trong quá khứ. Cụ thể thì từ tháng 12 năm 2021, dựa trên những động thái này, chú hai Kiyoshi suy đoán rằng Nintendo và Pokemon Company đã nộp thêm 4 bằng sáng chế mới để chống lại phía bị cáo Pocket Bear. Vậy thì cụ thể, nội dung những bằng sáng chế trên là gì? Trong số 4 bằng sáng chế phần chia, bằng sáng chế số 7545191 được coi là vũ khí bí mật khi đề cập tới cơ chế bắt Pokemon. Nó mô tả quá trình sử dụng vật phẩm hình cầu tên là Pokeball để nhắm và ném vào một nhân vật được đặt tên trên sân, tức là Pokemon. Hướng ném sẽ được xác định thông qua điều khiển của người chơi. Quá trình bắt sẽ hoàn tất sau khi vật phẩm tiếp xúc với nhân vật, thay đổi trạng thái thành nhân vật thuộc sở hữu của người chơi. Đăng ký sáng chế này cũng bao gồm cơ chế hiển thị xác suất bắt giữ thành công thông qua màu sắc hay hình ảnh đồ họa. 3 bằng sáng chế còn lại bao gồm 752, 8390,
7493117 và 7505854 chỉ mô tả những vấn đề râu ria bên ngoài mà thôi, bao gồm việc cưỡi Pokemon và các khía cạnh chi tiết hơn trong cơ chế bắt giữ đã được thể hiện trong 7545191. Một bằng đăng ký sáng chế khác cũng cần được đề cập tới là JB7398425B2. Mô tả một cách dễ hiểu thì sáng chế này cung cấp phương pháp chuyển đổi giữa hai chế độ trong không gian ảo. Chế độ đầu tiên là ném vật phẩm bắt giữ và xác định việc bắt giữ đã thành công. Chế độ thứ hai là thả con quái vật của bạn đang sở hữu ra ngoài môi trường để bắt đầu chiến đấu. Cần phải lưu ý rằng đăng ký sáng chế này được cấp phép tại Nhật Bản, nhưng Hoa Kỳ thì nó bị từ chối một lần vào ngày 13 tháng 9 và đang trong trạng thái là chờ được giải quyết. Mà việc này cũng chẳng phải vấn đề gì lắm vì Pokébe đang là nhà phát triển tại Nhật Bản. Bằng sáng chế được cấp phép tại Nhật Bản là quá đủ để Nintendo đấm họ. Thực tế thì tôi không nói ai cũng biết, vụ việc với Pokébe không phải là lần đầu tiên Nintendo khiếu nại vi phạm bằng sáng chế. Trước đó đã xảy ra một vụ việc khác có tính chất khá tương đồng giữa Nintendo và công ty game điện thoại Colobler. Tôi biết đọc chữ này sao luống mát. Trong năm 2011, Colobler phát hành Shido Neko Project thuộc thể loại hành động nhập vai và trở thành một cú hit cực kỳ lớn, ăn giải Best Game 2014 của Google Play Japan, Best iPhone và Best iPad Game của Japan App Store Best Award 2014. Một trong yếu tố được đánh giá cao của trò chơi này nằm ở cơ chế điều khiển của nó. Bạn có thể chạm và vuốt bất kỳ đâu trên màn hình để di chuyển nhân vật, tấn công và thi triển kỹ năng. Colobler gọi cơ chế điều khiển này là Punicon. Có thể nói, đây là một trong những tựa game định hình cơ chế điều khiển nhân vật trên các thiết bị cảm ứng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, Nintendo đã đăng ký bằng sáng chế cho một cơ chế điều khiển trên chiếc DS có nét tương đồng với Punicon từ trước. Phía Colobler đăng ký bằng sáng chế cho Punicon và yêu cầu các công ty khác phải trả tiền nếu muốn sử dụng cơ chế điều khiển tương tự trong các sản phẩm của họ. Vậy là cho tới năm 2016, Nintendo đã inbox kính với Colobler để thỏa thuận. Sau một năm trao đổi mà không đi tới phương án thống nhất, Nintendo quyết định đưa Colobler ra tòa với 6 cáo buộc vi phạm sáng chế khác nhau, yêu cầu một khoản bồi thường lên tới 9,7 tỷ yên. Vụ việc này xôn xao trong cộng đồng tại Nhật Bản, ngốn kha khá như mực của báo chí. Cho tới năm 2021, Colobler cuối cùng đã phải đầu hàng khi chấp nhận trả khoản phí bồi thường trị giá 3,3 tỷ yên. Đổi lại, Nintendo sẽ thu hồi đơn kiện, đồng thời cũng cấp phép cho Colobler sử dụng đăng ký sáng chế cho các sản phẩm của họ. Việc các công ty phát triển game đăng ký bằng sáng chế cho từng yếu tố dù là nhỏ nhặt nhất gần như là chuyện hàng ngày ở huyện. Nó xảy ra từ thời kỳ vàng của arcade game. Theo như nhà phân tích video game Hibarayashi Hisakuzu, title screen đã được đăng ký bằng sáng chế bởi SNK hay bảng điểm high score được đăng ký bởi Namco, vân vân và vân vân. Các đăng ký này thường sẽ không được sử dụng để triệt hạ lẫn nhau mà chủ yếu để tự vệ như trường hợp của Colobella ở trên. Nhưng với Pokébe, họ chưa có động thái thù địch nào tương tự như thế. Xét theo phía cạnh pháp luật, rõ ràng Nintendo có quyền kiện Pokébe do Power sở hữu cơ chế khá tương đồng với Pokemon. Nhưng nếu xét về lý thì nó giống như việc Nin đang cố triệt hạ đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ấy. Bạn vẫn có thể tìm thấy cơ chế đang bị cho là vi phạm bằng sáng chế ở những tựa game khác cơ mà. Ví dụ như trong Conan Exiles, cơ thống gọi là Raw. Năm nay thì bạn sẽ có thể đánh ngất NPC có tồn tại trong bản đồ, bắt nó về thuần hóa làm nô lệ làm việc trong nhà cho bạn, hoặc dắt theo để giúp bạn chiến đấu. Ấy thế mà phân cơm không bị Nintendo sợ gáy các bạn à. Bởi Conan Exiles chưa bao giờ được đánh giá ngang tầm với Pokemon. Ngược lại, Power luôn bị so sánh với Pokemon kể từ lúc mà nó chưa được phát hành. Nó còn được gán cho mác là Pokemon Killer, một phần cũng vì chất lượng bị cho là ngày càng đi xuống của thương hiệu này. Tuy nhiên, sự kiện quyết định hành động khởi kiện của Nintendo theo tôi là mối quan hệ hợp tác của Pokébe và Sony để mở rộng thương hiệu Power của mình. Khi đứng một mình thì đúng, Pokébe chỉ là một studio indie sở hữu duy nhất một sản phẩm thành công đột phá mà thôi. Nhưng với sự chống lưng của gã khổng lồ Sony, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Nintendo trong lĩnh vực game, việc Power trở thành kẻ ngang cơ với Pokemon là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì câu hỏi thực sự đây là tại sao lại là 9 tháng sau khi Power ra mắt? Như tôi vừa nói trên thì các sáng chế đang được cho là vi phạm vốn được cấp phép từ năm 2023. Nhưng đến khi trò chơi nhà Pokébe phát hành, Nintendo đã phải bổ sung thêm 4 bằng sáng chế mới được chỉnh sửa để các chi tiết mà Power học tập được mô tả một cách chi tiết hơn. Tháng 8 khi chúng được cấp phép tại Nhật thì tới tháng 9 là thông báo khởi kiện luôn. Rõ ràng Nintendo muốn chuẩn bị kỹ càng nhất để nhai trọn Pokébe trên tòa án. Nghe không khác gì một bộ cung đấu là mấy. Quy định về bằng sáng chế vốn được sinh ra để bảo vệ những công ty nhỏ khỏi bị các công ty lớn bắt nạt. Ví dụ bạn tạo một sản phẩm độc đáo, các đối thủ giàu có hơn không thể làm sản phẩm bắt chước nó và bán rẻ để bóp chết bạn.
Tuy nhiên, hiện tại nó được các ông lớn sử dụng để xí chỗ trước. Bởi vì với đội ngũ luật sư đông đảo thì bất kỳ yếu tố gì trong gameplay, dù nhỏ nhất hay là lớn nhất, họ đều đi đăng ký hết. Nếu một đơn vị nào đó sử dụng lại, chúng sẽ nếm mùi ngay lập tức. Một ví dụ chính là cơ chế Nemesis trong game Shadow of Mordor bị Warner Bros. Đăng ký độc quyền và không bất kỳ một hãng nào có thể dùng được nó. Mặc cho game thủ có thích cơ chế đó đến đâu đi nữa. Vậy thì kết quả của vụ kiện Pokemon Power sẽ ảnh hưởng thế nào tới ngành công nghiệp game? Studio Pocket Bear đã xác định tình hình như thế này. Chúng tôi sẽ bắt đầu các điều tra cũng như thủ tục pháp lý liên quan tới khiếu nại vi phạm đăng ký bằng sáng chế. Tức là hai bên mới chỉ ở giai đoạn đầu của vụ kiện mà thôi, chưa có bất kỳ một điều tra và bằng chứng cụ thể nào được công khai hết. Vậy nên rất khó để phỏng đoán kết quả vụ kiện ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì khả năng cao nó sẽ kết thúc giống như vụ kiện Colobella, tức là hai bên đi tới tòa thỏa thuận chung. Pocket Bear sẽ đóng một khoản tiền đền bù hợp lý nào đấy, Nintendo rút đơn kiện và cấp phép cho Bauer sử dụng các bằng sáng chế kia. Với kinh nghiệm chuyên đi kiện người khác của mình thì tôi nghĩ là Nintendo không thua đâu em nhá. Thậm chí họ đã đợi tới 9 tháng để tung chiêu nên là đòn này Bauer tránh không nổi đâu. Tuy nhiên, vụ việc này cũng đặt ra một tiền lệ lớn trong ngành game. Bây giờ làm cái gì cũng phải chú ý xem có vi phạm quyền sáng chế của bên nào hay không. Đến như chi tiết nhỏ nhất trong gameplay cũng có thể bị các công ty lớn đặt cọc trước và bất ngờ tới đấm bạn vào lúc bạn không ngờ tới nhất. Coi ý kiến của bạn về việc này là gì? Nintendo đúng luật nhưng có hợp tình hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để cho tôi biết anh em nhá. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Cực Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại.